Khi gia đình anh Caleb và chị Julie sơ tán khỏi nhà vào sáng thứ ba do cháy rừng, họ không ngờ rằng khi quay về, nơi từng là nhà giờ chỉ còn là một đống gạch vụn bốc khói. Trận cháy rừng trên đảo Maui đã thiêu rụi thị trấn lịch sử Lahaina. Nhiều ngôi nhà, phương tiện di chuyển bị thiêu cháy chỉ còn tro khung. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trở về nhà sau trận cháy rừng, nhưng đã không còn nhà nữa. Mấy ngày qua chúng tôi không có thông tin vì không có điện, không có wifi. Giờ trở về thấy cảnh này thật sốc quá. Anh Caleb còn nhớ khi cháy lan đến nơi anh ở, chỉ trong vài phút lửa đã bao trùm khu nhà và họ phải sơ tán nhanh nhất có thể. Giữ được tính mạng và có một chiếc xe để di chuyển đã là may mắn lắm rồi, chứ họ không kịp mang theo tài sản gì khác. Trận cháy rừng này khủng khiếp hơn gấp 100 lần bất kỳ cơn sóng thần hay bão nhiệt đới nào từng quét qua khu vực này. Trận cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6-7 người. Nhiều người còn đang mất tích, nhiều người đã mất tất cả, nhà cửa, tài sản, vật nuôi. Giới chức địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân đi sơ tán do thảm họa, khẩn trương giải quyết các vấn đề về cung cấp điện, nước trên diện rộng trong cộng đồng.